Đây là bản toán, đây là bản toán của chị Nhân Tính chia sẻ cái bài blog như thế này. Và đồng thời mình được một bạn này rất là quý, đang là một người khách đang tới một chi cắt tóc ở chi nhánh ba, thấy bạn tóc hợp với lại cái tóc này nên mời bạn lên đây. Vậy là cấp vũ khí đến cao nhất Sài Gòn. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow then it's done for you. Lab on me going on. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record. Phần tại sao các bạn cũng đã học rồi ha, chỉ ngay sấy hoặc là chỉ sấy một phần thôi, các bạn đừng chia thấp quá, thấp quá là thật hạ chúng nó bị dày cổ lên. Been a little too nice to y'all, now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Các bạn đi cung vào làm sao phải nó ra cung, các bạn đi đi làm sao mà sẽ lấy hai cái góc hai bên này nó quá cao và sẽ bị mất cung. Các bạn đừng đứng cái phần này. Still count wins when they got it. Off record, I let them take advantage. I was wildin'. Off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. Off record, I still want the act, not the ghost. Phần nào hơi đen thì mình đóng 2/3 cần, gần như là đóng hết để mình phá phần đen. Phần trên lúc này mình đi số 1, đi xong số 1 thì mình chỉ đi 1/3 cần thôi, đóng 1/3 cần thôi, mình đi khung vào mình đâm, mình đâm vào để chi để cũng hai phần nó gần nhau, chứ các bạn lắc ra đó các bạn phá sẽ bị lằn chạy. Đâm vào để cho hiệu ứng màu khung nó rõ khung trên. Các bạn rõ khung trên rồi, khi nó tạo rõ khung trên rồi mình phải xử lý xong một cái khung đó. Mình xử lý xong một cái khung đó, chứ các bạn phá lên nó liền mặt đâu thì các bạn sẽ không thấy được cái khung. Các bạn phá sẽ bị lằn chạy mặt chạy. Nên các bạn tạo đâm vào là gì để mà tạo được khung. Sau đó mình xử lý trong phạm vi khung đó thì nó dễ hơn. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, we ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me.